Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Với cái tầm tiền hơn 300 triệu thôi, quý anh chị mà có nhu cầu mua một cái chiếc xe mang thương hiệu Toyota Fortuner sản xuất năm 2012, form mới 2013 để phục vụ gia đình, đấy, xe SUV UV dòng cao 7 chỗ ngồi, rất phù hợp đi lại trong gia đình, cung đường ca đổi núi hoặc là cung đường đường trường, đấy, rất là hợp lý nhé. Đấy, toàn bộ xe thì màu đen, biển Nghệ An. Với các cái chiếc xe này thì bên em Lợi cũng đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị đây là cái chiếc xe đẹp, không có đâm xô tai nạn ngập nước gì. Máy số là nguyên zin, an ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Và xe thì từ 4 cánh cửa cốp trước cốp sau đều nguyên zin. Xe đăng ký tên cá nhân biển Nghệ An nhé. Xe thì bên em bao rút hồ sơ cho anh em. Đấy. Đây, toàn bộ các cái phần đèn này, hậu của chiếc xe này là nguyên bản này. Đấy. Đây, gầm của chiếc xe nhé. Em quay phần gầm cho quý anh chị xem này. Gầm không mục mọt gì, chỉ bám bẩn thôi. Toàn bộ xe thì mới lấy về, cũng quay mộc luôn cho quý anh chị. Đấy. Từ các cái đèn hậu này, kính này, đều dán phím cách nhiệt rồi. Xe được trang bị camera lùi. Đây. Liên sườn bên phụ của chiếc xe này nó khá là đẹp nhá. Đấy, tất cả các cái phần liên sườn này đến bên lái bên phụ đều rất là đẹp và nguyên zin. Đây, toàn bộ các cái phần bướng gầm phía trước này. Đấy. Máy khô ráo không chảy dầu gì. Đầu ba đờ sốc này, khít này và toàn bộ các cái phần đèn pha, đèn gầm, đèn hai bên đều nhau, cabo là sơn zin. Kính của chiếc xe là không dặn nứt gì nhá, kính lái không dặn nứt gì. Xe cũng được trang bị xi nhan trên gương này. Đó. Gương gập điện này, bậc lên xuống của chiếc xe đây. Nó đều và đẹp này. Móc khóa mạ chrome. Tất cả các kính của chiếc xe thì em Lợi đã kiểm tra đều của Toyota và đều có năm sản xuất 2012 nhé. Sau đây em sẽ quay vào phần nội thất cho quý anh chị xem nhé. Đây là toàn bộ nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Tất cả các cái phần táp ly chỉ cánh cửa này đều là nguyên zin này. Đấy. Và toàn bộ các phần táp ly khá là mới đây quý anh chị ơi. Sùng chỉ cánh cửa đây, nguyên bản hết nhé. Đấy. Tem mác đầy đủ này. Táp ly trước sau này, cánh cửa trước sau đều rất là đẹp và nguyên bản. Kính của chiếc xe thì đều có số 2 theo năm sản xuất 2012 và đều có chữ Toyota zin. Đấy. Lên xuống kính điện này, bậc lên xuống này, chạy sàn da này, ghế chính điện này, cột kèo ốc trần phào đều zin hết nhé. Nội thất ghế phía trước này, đây, bóng khí của chiếc xe là nguyên zin. Cùi hộp số tự động nhé, chìa khóa đủ hai chìa, màn hình Android, cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết rồi. Đây, toàn bộ các cái phần này, ốc cột này, đấy, trần phào ghế phía sau này, rất là căng và đẹp nhé. Đây, toàn bộ các cái phần trần của chiếc xe đây. Sắt xi của chiếc xe là không mục mọt gì, rất là đẹp nhé. Đây là hàng ghế phía sau của chiếc xe này, toàn bộ hàng ghế phía sau được gập hai bên và các cái thành trần sàn của chiếc xe này rất đẹp. Đấy, chỉ cốp sau đều zin hết nhé. Ốc chân đèn này, nguyên bản này, hai bên thành không chở hàng nặng này, rất là đẹp. Đây, toàn bộ các cái phần táp ly này, sùng chỉ zin hết. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội.
Các bác nào có nhu cầu bán xe, lên đời xe, alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe nhé. Tất cả động cơ này, quý anh chị yên tâm nhé. Ốc cabo này, bám đất thôi. Nhưng mà toàn bộ ốc cabo là zin hết. Máy khô rầu, không chảy dầu gì. Xe sử dụng động cơ máy xăng 2.7 nhé. Tất cả các cái dàn đầu ốc này, rất là đẹp nhé. Tầm tiền loanh quanh 300 triệu thôi quý anh chị. Nhưng mà sở hữu công năng của chiếc xe 7 chỗ súp UV. Rất là hợp lý giá thời điểm này. Một chiếc Toyota Fortuner sản xuất năm 2012, form mới. Và đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động nhé. Máy nổ rất là vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Toyota Fortuner sản xuất năm 2012, form mới 2013, số tự động một cầu máy xăng. Bác nào quan tâm liên hệ với em Lợi nhé, giá loanh quanh 300 triệu thôi quý anh chị yên tâm. Về cái chất lượng xe bên em cam kết bảo hành bằng văn bản cho quý anh chị nhé. Một lần nữa em Lợi xin cảm ơn anh em đã quan tâm đến kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi, và xin chào và gặp lại quý bạn trong một video gần nhất.